món ngon cùng vị. Qua đó rồi tiếng Anh của tôi nữa, trời ơi. Nhi ơi, lúc này mà em mà bỏ anh nữa là tôi hận em luôn á chị. Nhi ơi, em biết cái khả năng mà tìm đường đi gì đó, đi BTS của anh rồi đó nha Nhi. Brand nói tiếng Anh được không? Ok, em nói tiếng Anh được đúng không? Ok, ok, theo anh nha. em hỏi ổng là tối có ngủ chung với anh được không? Can you sleep with him tonight? Ôi trời ơi. Do you sleep with him tonight? Yeah, sleep with him. I mean, yeah. Okay. Chào anh. Chào anh. Chào chị. Gì? Em nói. Nice to meet you. My name is Uni. Uni. My name Lo. Nhưng mà nói ảnh là chỉ mình dạy mình bằng tiếng Thái luôn được không? Em nói đi. During the training, is it possible that you teach us in Thai? Yes, in Thai. Nghi, em hiểu gì em dịch này? Chúng ta sẽ bắt đầu vào tập. You are you ready? Yeah, ready. Anh cũng không nói chuyện được tiếng Anh, không nói chuyện được tiếng Thái, toàn là nói tiếng Việt thôi. Em nghĩ đi, anh mà lạc anh hỏi đường bằng tiếng Việt không ai mà chỉ anh. Nhưng mà anh đã có mẹo rồi, chắc chắn là xin chỉ anh thôi. Em ơi. Ồ, xin đấy. Cho anh đổi tiền. Tuần chơi tiếng Việt không ớn quá. Ok. Không mà, chị hiểu tiếng Việt mà. Không. Chỉ kêu mình kiểm tra. Rồi, được rồi. Đổi mạnh đi. Dạ, xong vô. Chưa cho, tao đang check. Nó bảo là nó phải check hết, nó phải check hết xong rồi mới cho lại. Cái này cũng vô đường đúng. Phải không ạ? À? Yes. Đúng, vô đúng rồi. Cho vô rồi. Bác bán lại cho con vài con được không? Nước. Wow. Nước trong lẩu có dùng được không? Đá, cho đá. Bạn chỉ tôi cách dùng cái này. Khi nào thì ăn được? Tôm. Ok. Yes. Oh, very good. Wow.